bơm xăng thay rồi mà không kỹ nha bạn. Thay rồi của SE thì chạy cũng được á, nhưng mà do các bạn không kỹ mà để xăng mà nó đen quá bạn, nó dơ quá cái nó chết. Vệ sinh được chưa kỹ vô là gáp vô là im à. Đây. Viết bơm rất là lẹ nha các bạn. Đây thì mình bán là chính hãng nha bạn, cây Hin nè, chính hãng